Chào các bạn, mình là Tốt, kỹ sư của AT Scale Lab. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về bộ chuyển đổi tín hiệu không dây ATRS485 LoRa. Bộ này dùng để chuyển đổi giao tốc modbus RTO sang truyền thông LoRa không dây và khoảng cách lên đến 4000m. Nó được ứng dụng rộng rãi trong dân dụng cũng như là công nghiệp như giám sát, điều khiển, thu thập dữ liệu như giám sát nhà máy, giám sát điện năng, giám sát tòa nhà, giám sát nhiệt độ phòng server, tủ vaccine. Nguyên lý hoạt động của nó là một bộ xin đến vai trò là slide được kết nối với các thiết bị chuẩn modbus RTO tối đa là 247 bộ ở các vị trí khác nhau. Một bộ xin đến vai trò là master kết nối với các thiết bị hỗ trợ giao thức modbus RTO như IBC, HMI. Bộ ATRS485 LoRa gồm có các ngõ A, B nối đắp và sử dụng nguồn từ 12 đến 24V và có một đầu sẽ gắn cần anten. Thì hiện tại mình sẽ sử dụng bộ ATTHMS 3.1 và bộ Smart ATDO8. Hai bộ này sẽ hỗ trợ giao thức modbus RTU sẽ kết nối với bộ ATRS485 LoRa Slide. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu nối phần cứng. Thì đầu tiên mình sẽ cung cấp nguồn cho bộ ATDO8. Bộ ATDO8 thì sử dụng nguồn từ 12 đến 24V. Mình sẽ quy định dây sẽ là đỏ đen sẽ là 0V, đỏ là 12V. Mình sẽ sử dụng nguồn 0 đến 12V của bộ ATTHMS 3.1. Tiếp theo, mình sẽ cung cấp nguồn cho bộ ATRS485 LoRa. Tương tự thì nó cũng sử dụng nguồn từ 12 đến 24V. Về nguồn của bộ ATTHMS thì mình sẽ sử dụng nguồn adapter 12V. Tiếp theo là đấu nối truyền thông RS485. Thì mình sẽ quy định dây trắng là A, dây đỏ là B. RS485 thì đấu dây theo kiểu nối tiếp thì mình sẽ đưa từ bộ ATDO8 qua bộ ATTHMS 3.1 và đưa về bộ ATRS485 LoRa. Tiếp theo, mình sẽ gắn sensor SHT10 cho bộ ATTHMS 3.1. Và gắn cần anten cho bộ ATRS485 LoRa.
Tiếp theo mình sẽ đấu nối bộ ATRS485 lô ra đứng vai trò là master. Đầu tiên mình sẽ sử dụng nguồn adapter 12V. Và mình sử dụng một sợi cáp chuyển đổi từ RS485 sang USB để kém vào máy tính. Sợi cáp USB này sẽ gồm có hai chân, đó là TR trừ và TR cộng. TR trừ là B, TR cộng là A. Theo khuyến cáo anten, và mình đã đấu nối xong phần cấp của hai bộ, một đến vai trò là master và một bộ đến vai trò là slave, kết nối với các thiết bị có hỗ trợ chuẩn modbus RTU Atelio 8 và bộ ATTHMS 3.1. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn đọc các giá trị nhiệt độ, độ ẩm của bộ ATTHMS 3.1 và điều khiển các ngõ DW của bộ Atelio 8. Đầu tiên mình sẽ bật phần mềm AT-Reverb. Sẽ tạo một channel. Chọn driver. Chọn modbus RTU. Ok. Về con thì mình sẽ xem trong device manager. Hiện tại là con 13. Baud rate data bit thì mình sẽ cấu hình tương tự. Connect. Tạo device thì hiện tại mình sẽ có hai device, đó là bộ ATTHMS 3.1. ID sẽ là 1 và bộ Atelio 8 ID 2. Địa chỉ thao tác thì sẽ có nhiệt độ, địa chỉ sẽ là 4001, độ ẩm sẽ là 4002, bộ ATU 8 DW 0, địa chỉ sẽ là 1, DW 2 địa chỉ là 3, DW 1 địa chỉ 2, Tiếp theo mình sẽ mở phần mềm iTax Builder. Grid. Tên demo. Mình sẽ chọn driver ATRiver client. Về địa chỉ IP thì mình sẽ chọn địa chỉ IP của ATRiver là 192.168.1.31 tool import all chọn. Theo mình sẽ scale đi 0.1 vì bộ ATTHMS sẽ hiển thị số thập phân.
Tiếp theo mình sẽ mở phần mềm Visual Studio. Create new project. Window form. Create. Đầu tiên mình sẽ kéo Add Driver. Add Label để hiển thị nhiệt độ và độ ẩm. Add Button để điều khiển DW của bộ AT-DW8. Sẽ là nhiệt độ và độ ẩm. Nhiệt độ này sẽ là điều quy Bước tiếp theo mình sẽ gắn tắt, chọn thuộc tính Property, chọn Driver. Thì hiện tại trong iTouch ATDHMS 3.1 nhiệt độ. Tắt cho ngõ DW. Mình sẽ chạy mô phỏng. Ta tiến hành chạy chương trình. Thì trên phần mềm đang hiển thị các giá trị nhiệt độ, độ ẩm của bộ ATTHMS 3.1. Ta tiến hành điều khiển các ngõ DW, DW0, DW1, DW2. Tương tự tag DW2. DW1 và DW0. Phần hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy hay và bổ ích thì đừng quên cho mình một like và một subscribe để có động lực tạo ra những video tiếp theo. Xin chào các bạn.